Bây giờ xin phép cho anh nói sơ về chương trình. Chúng ta sẽ có 3 thử thách. Đầu tiên mang tên là xuyên thấu, thử thách thứ hai là phán đoán tài tình, và thứ ba đó là trò chơi và ngôi sao may mắn. Ở vòng 1 thì chúng tôi sẽ cho các bạn nhìn thấy 3 hình dáng của 3 chàng trai qua một bức màn. Và sau đó thì các chàng trai sẽ tóm tắt ngắn gọn về cái tính cách của mình, về cái quan điểm của mình. Nhiệm vụ của các bạn là phải làm sao để tìm được gương mặt nào là của chàng trai nào. Wow. Và bạn nào đưa ra lựa chọn đúng sẽ đem về cho mình 5 điểm. Và còn chần chừ gì nữa nhỉ? Hãy cùng đến với thử thách đầu tiên. Xuyên thấu. Dáng ai cũng đẹp. Bây giờ thì xin mời từng người một, từng chàng trai một sẽ phát biểu quan điểm của họ để mình nghe cái giọng nói ha. Mình sẽ đoán. Xin mời chàng trai đầu tiên. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào hai MC xinh đẹp, hai khách mời dễ thương và thông minh, Mi Yu và Mi Cô Lan Chính. Hello. Tiếng Việt là ngôn ngữ tôi thành thạo nhất. Vì vậy, người con gái nết na và thị mị và hay cười sẽ khiến tôi dễ chú ý hơn. Và hy vọng qua chương trình này, giác quan thứ 6 của Mi Yu và Mi Cô Lan Chính sẽ đoán được tôi là ai. Nickname của bạn là gì? Dạ, em tên là Tony ạ. Tony. Dạ. Anh Tony. Oh. Tony ơi, Tony là người nước ngoài hả Tony? Dạ không, em là người Việt Nam. Biết mà. Thật sự là những cái tướng đứng là dạ biết là cái giác quan thứ 6 của em mách bảo rằng bạn này 100% là người Việt Nam. Trời ơi, quá. Rồi. Rồi, hai cô gái của chúng tôi sau khi nghe cái phần giới thiệu đó thì nghĩ như thế nào về chàng trai đầu tiên? Chị mời Mizu. Hello, Tony. Người ta người Việt Nam, chị ơi chị. Xin chào Mizu. Tony ơi. Dạ. Tony, dạ, dạ là Tony nhỏ tuổi hơn em đó. Em 18 thì chắc là Tony khoảng tầm 16. Vậy đó hả? Chàng trai này có dung mạo như thế nào? Em nghĩ là môi mỏng á. Môi mỏng. Chàng trai môi mỏng. Một chàng trai môi mỏng. Tại vì nghe qua cái chất giọng miền Nam Bộ, nghe giọng mỏng mỏng. Là một chàng trai có vẻ hài hước. Nên em nghĩ là con mắt thì nó cũng sẽ liêm diêm chút. Mắt liêm diêm. Mình mở mắt to liền chứ. Mình mở mắt to lên liền. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đây, nó liêm diêm hả? Mũi. Mũi hả? Mũi sữa. Thời buổi này ăn sữa. Nghe cái giọng nói biết mũi sữa luôn. Không. Dễ sợ thiệt. Nghẹt nghẹt hả? Hơi nghẹt nghẹt. Rồi. Còn Mi Vô? Dạ, bạn này chắc là đang là sinh viên. Gương mặt hơi trẻ trâu tí xíu. Trời ơi, trẻ trâu. Trẻ như trâu luôn. Tính tình hơi hóm hỉnh. Thích chọc người khác thì gương mặt chắc cũng không đẹp trai lắm. Trời. Tại những người mà đẹp trai quá thì sẽ hơi theo phong cách lạnh lùng, tại vì để người khác phải chọc mình. Nên bạn này có một cái khuôn mặt hơi dễ nhìn nhưng mà không quá xuất sắc. Đó. Nhưng mà thôi rồi, chàng trai thứ nhất là chắc thông tin chỉ như vậy thôi ha. Dạ. Chúng ta cùng đến với chàng trai thứ hai, xin mời. Xin chào, tôi là chàng Bắp. Tôi vẫn đang luôn tìm kiếm một người phụ nữ cho riêng mình. Một người phụ nữ biết lắng nghe, sẻ chia và đảm đang, chẳng hạn như nấu ăn. Thì đối với tôi, người phụ nữ đó thật là tuyệt vời. Để nói về giác quan thứ 6 của người phụ nữ thì tôi chỉ biết thốt lên rằng ồ, thật là quá kỳ bí. Và từ đâu người phụ nữ có một giác quan nhạy bén và chuẩn xác đến như vậy? Hy vọng hai chị khách mời xinh đẹp có thể đoán được tôi ở đâu. Trời ơi. Xin tôi và hô chị. Kêu người ta bằng chị. Hai chị thiệt sự luôn. Rồi, đó, một cái người đàn ông mà chuẩn bị rất kỹ cho cái bài phát biểu của mình thì gương mặt ảnh sẽ như thế nào? Anh ơi. Rồi, nhà cứ hỏi đi. Có bán rượu không? Nhà tôi có bán chè. Đi, anh nói chuyện nghe ngọt ngào quá. Mời Nicola Trịch. Em thấy anh chàng này thật sự thì nếu mà là ở ngoài thì có thể là sẽ không có dạng dĩ lắm đâu. Hơi rụt rè. Có thể là sẽ trước phụ nữ cũng không phải là người quá dẻo mỏ. Như dẻo mỏ. Như đây cái mỏ dẻo. Em nghĩ là ảnh dáng người thì đậm ha, da sẽ nâu tối một chút. Có thể lông mày rậm. Mũi trung bình thôi, không cao lắm. Không có sữa không? Không có sữa. Môi dày hay mỏng? Môi không dày như môi em. Môi có kiếu không? Chắc không rồi. Nhân trung sâu. Nhân trung sâu. Cái này anh rất thích nè. Sao vậy?
Tại vì nó chi tiết đó. Chi tiết. Thường những người nhân chung sau là theo tướng học là những người đó hiếu thảo. Hai bạn đã có cái hình dung rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ đi tiếp thôi. Xin mời chàng trai số 3. Xin chào hai vị khách mời, hai vị MC và quý vị khán giả tại trường quay. Biệt hiệu của tôi là Phong Sương. Hả? Cái tên này nói lên phần nào cá tính của tôi cũng như là những điều tôi đã trải qua trong cuộc sống. Người phụ nữ tôi yêu, tôi muốn ở cô ấy một sự đảm đang, thông minh, biết chăm sóc bản thân, biết quan tâm, chia sẻ, lo lắng và cảm thông với người khác. Đến với chương trình Giác quan thứ 6, tôi mong muốn được hiểu rõ hơn về giác quan của người phụ nữ sẽ như thế nào. Và qua đây tôi cũng muốn được chia sẻ về tính chất, đặc thù công việc của mình đối với mọi người để được hiểu và biết rõ hơn. Anh này á, mặc dù anh tên là Phong Sương, là nghe anh hơi phong trần và lãng tử, nhưng mà cảm nhận về ảnh thì ảnh là một người đàn ông nam tính. Nam tính. Nghiêm túc. Nghiêm túc. Và mạnh mẽ. Em không biết sao em hình dung thấy bạn giống như là hồi xưa mấy bí thư đoàn trường á. Đoán coi. Đó, mọi thứ rồi. Đó, kiểu vậy là bạn sẽ là... Nghiêm túc. Dạ, nghiêm túc ha. Mắt thì quần thâm. Thích em được. Da thì nhợt nhợt á. Thiếu ánh sáng mặt trời quá đúng không? Có mụn. Có mụn. Phải có mụn nha. Phải có mụn. Gầu lắm tâm. Râu. Nhưng mà hôm nay anh tới đây anh cạo râu rồi. Nghe rất là đường phố. Sau khi lắng nghe những cái chia sẻ của hai khách mời về bóng hình của ba chàng trai này, thì chúng tôi xin được phép lộ diện dung mạo của ba chàng trai cho các cô có thể dễ lựa chọn hơn. Xin mời. Xin mời. À, mặt bụng kìa. Mi Du ơi, em là một người, theo chị biết là em học về kiến trúc hả? Dạ. Em có thể dùng cái mỹ quan, cái con mắt thẩm mỹ và cái chuyên môn của mình để phân tích nhan sắc ba chàng trai này không? Anh số 1 là hơi điệu nè, nhìn cái pose hơi nghệ sĩ nè. Có thể là người quen nhưng mà chưa nhận ra hoặc là chưa biết thôi. Anh số 2, tráng ảnh cao nè. Chứng tỏ anh là một người thông minh hả? Thông minh ạ. Anh số 3 mắt hơi sẽ xuống nè. Những người như vậy là thường vui tính, dễ thương. Còn Nico? Dạ. Đầu tiên là em thấy cái số 2 là anh bí thư của em rồi đó. Theo Nico và Miu thì hình dáng của anh Tony sẽ phù hợp với gương mặt nào? Theo em sẽ là bạn cái gương mặt số 3. Số 3. Em cũng thấy đồng quan điểm với Miu là Tony là gương mặt số 3. Và tương lai ảnh sẽ sửa mũi. Đấy, chị định nói đó. Nói là anh này không hề sửa mũi nè. Tiếp theo, đó là chàng bắp. Xin mời Mi Du. Anh số 2 thì lúc nãy Du có nói là với phong cách ăn mặc như vậy, anh là một người khá là chỉnh chu về ngoại hình của mình. Thì trong ba gương mặt ở đây khi nhìn vô là có thể cảm nhận được anh bắp là anh số 1. Giống nhau hết rồi. Trinh cũng vậy luôn á. Trinh cũng vậy luôn. Bắp là số 1 rồi. Vậy có nghĩa là anh Phong Sương sẽ là gương mặt còn lại. Hình như thi này mình đang thi đồng đội phải không? Không sao cả. Đôi khi chúng ta có cùng một cái trực giác. Không sao hết. Bình thường, cái chuyện này rất bình thường. Chúng tôi sẽ cho mở. Các bạn muốn mở anh nào trước? Anh Sương với gương mặt số 2 ha. Không biết là lựa chọn này có chính xác không nhá. Wow. Tôi nghĩ ảnh là anh số 1. Sẽ bé rồi. Số 1 rồi. Đây anh là đúng anh không? Số 1. Rồi xong luôn, hai mình xong rồi. Không phải là bí thư đặc trường nha. Hiện tại thì là hai bạn đang cho rằng bắp sẽ là số 1. Số 1. Tôi đi số 3. Xin mời vén hai bức màn của Tommy và bắp. Wow. Còn hơn là chọn chồng. Mày ơi, ai cắt cho em cái đầu tóc mới vậy hả em? Cái
cái đầu này là cái đầu tô mì úp vô nè. À, cái này là mục đích để lừa hai vị khách mời. Bởi vì em thấy chị Miko Lan Trinh và Miu rất là thông minh. À vậy hả? Cái đầu nhìn nó rất là... Và chàng Bắp là gương mặt số 3. Khách mời của chúng ta không ai có điểm cả. Và lần đầu tiên ở trong chương trình này, cả hai khách mời đều không đem về lại cho mình một điểm nào hết ở vòng 1. Chúc mừng. Ok. Nhưng mà không sao. Chúng ta còn cơ hội để mà lấy điểm. Đúng ở vòng 2 và vòng 3. Đúng. Vòng 2 thì những chàng trai này sẽ biểu diễn và cho chúng ta những gợi ý về nghề nghiệp của họ. Và trước khi đến với thử thách thứ hai, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong vòng ít phút.